Đấy, tình hình hôm nay là còn mỗi một thầy một trò thôi. Trò này lại rất là giỏi vì kiếm được tiền ngay từ ngày buổi đầu tiên rồi. Quả bàn thao tác này, dính mấy nhát cưa của các bạn K1 này, thật là đau đớn. Trời ơi, đã nhắc rất là nhiều rồi mà cuối cùng vẫn dính đòn này. Quý. Cái bàn thao tác này hay lắm các bạn nhé. Nếu các bạn chưa xem review thì mình để góc trên màn hình ấy. Đó. Hôm nay là đang dọn dẹp, ngày mai tiếp tục. À đây, trước cửa xưởng này các bạn này, có một cái sân bóng rất là ngon. Đấy, đây này, hút bụi hút biếc vừa giặt xong, giặt bao hút bụi. Bây giờ quay vào trong tí cho mọi người nhá, các bạn K2 nhá. Đây là phòng ngủ này. Đấy. Xin chào. Đấy. Còn một bạn học viên duy nhất đang ở lại để chiến đấu tiếp. Đây là một người gọi là rất giỏi về kinh doanh, chưa học xong đã kiếm tiền à? Ngày mai sẽ dọn tiếp, hôm nay là phun nước rồi sau đấy quét dọn tất cả mọi thứ. Còn là hết ngày mai nữa, tưới cây, tưới hoa, các kiểu. Đấy. Hôm nào sẽ review chi tiết xưởng sau cho mọi người nhá. Hôm nay gọi là để thông báo cho chủ yếu là các bạn chuẩn bị khóa K2 ấy, cũng như các bạn K3. Đấy, hôm nay quét dọn sạch sẽ lắm rồi. Mai thì vẫn phải hút bụi nhiều chỗ nữa, xong là lau chùi lại máy móc nữa. Làm nó cứ phải sạch sẽ nó mới thích. Phần lau chùi sẽ để dành một ít cho các bạn lên sớm. Không làm nhiều quá đến lúc hết việc. Ngày mai thì set up nốt. Đây là trong khu vực, cái khu vực mà các bạn thực hành này. Đấy, khu vực các bạn thực hành này, cũng như tất cả các bạn K1 này. Đó, mấy cái này là mai chuyển hết đi, tháo hết ra. Đây là sản phẩm của các bạn thực tập K1. Còn ở bên trong phòng, bên trong này, trong này là cái phòng đào tạo lý thuyết, cũng như lắp đặt tất cả các thứ ấy, khai giảng khai giếc ở đây. Máy móc này vẫn vứt khắp nơi. Hết ngày mai thôi, hay buổi hết ngày mai nữa. Hết ngày mai là sẽ set up xong xuôi tất để chào đón các bạn K2. Đây, mấy cái cục treo này, thực hành này, mai tháo hết luôn. Tiện đây cũng thông báo cho tất cả những cái bạn mà đăng ký khóa học tới ấy, thì Việt cũng thông báo luôn là chỉ tháng 12 còn có 5 suất cho các bạn nhé. 5 suất để đăng ký học thôi. Khóa học hiện tại là đối với giáo trình gỗ công nghiệp là về học phí là 9 triệu năm nay. Và sang năm sẽ học phí sẽ cao hơn. Bởi vì trong quá trình mà đào tạo vừa rồi ấy, thì cái phần gỗ lạt các bạn thực hành nó cũng tương đối nhiều. Còn các bạn học thêm giáo trình CNC nữa thì các bạn ở lại học thêm, hoặc là trong cái quá trình chúng ta học chúng ta sẽ đăng ký thêm. Đấy. Các bạn sẽ được thực hành trên máy CNC 4 đầu. 4 đầu đây. Dán cạnh, dán kiếc, nói chung là không thiếu gì cả. Gọi là cấu hình mắc binh để dạy nghề cho các bạn rồi. Ở đây thì có hai phòng. Hai phòng này, là một tầng 2 ở trên. Mỗi phòng là có 6 bạn ngủ riêng tầng, có điều hòa hai chiều đàng hoàng. Trong kia là khu vệ sinh. Đấy. Hôm nào để cho nó xong xuôi set up, bởi vì quan trọng nhất là trong phòng đào tạo lý thuyết này, cái đào tạo thực hành này, các khu vực thao tác thao tiếc là đang set up nốt, cố gắng là nó sẽ gọn gọn một chút xíu. Đấy, chứ còn chưa gọn hết được. Bởi vì cái nghề nội thất mà mỗi một ngày nó lại có thêm tí, mỗi ngày có thêm tí. Nó không thể một phát mà xong ngay được. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn K2, K3 và các K tiếp theo nha.